Alo. Wow. À. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Lại là mình, Vũ Lít đây. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại phần tiếp theo của tựa game Dragon City. Và nếu các bạn cảm thấy thích, đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chính là cái động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Ok các bạn, thì hôm qua là mình vừa mới làm một cái clip review con dòng Heroic hai óc cất Titan. Thì nhiều bạn kêu là Vũ ơi, review dở quá, chấn bé đủ quá, thôi đừng có review nữa, bẩn cái nick của người ta ra. Cho nên là hôm nay mình sẽ lại không review nữa ha, mình sẽ lại làm về những cái cuộc sống thường nhật thôi các bạn ạ. Và hôm nay thì có một cái khá là hay, đó chính là cái sự kiện này sắp sửa kết thúc rồi đấy các bạn. Nên là mình sẽ tranh thủ mình đi ha, đi để lấy cái con dòng Legend này, con dòng Legend tử thần thực tử. Với cả là bây giờ nhá, mình phát hiện ra rồi, cái thời gian reset ấy thì có thể sẽ là 5 giờ chiều, có hôm thì sẽ là 6 giờ chiều. Đây là ví dụ cái sự kiện hiện tại đang là reset là kết thúc vào lúc 6 giờ chiều đúng không? Đó. Nhưng mà cái sự kiện bắt ma thì nó lại đều như vắt chanh là 5 giờ chiều nha các bạn. Khi nào cũng 5 giờ chiều, nó không có bị delay hay là không có bị sớm một tiếng so với những cái bình thường ha. Còn cái sự kiện này thì mấy cái sự kiện này thì có thể kết thúc sớm hơn hoặc nhanh hơn một tiếng tùy vào thời điểm. Các bạn kêu là do nó delay theo mùa ấy, mình cũng không biết là có phải delay theo mùa hay không. Cái này thì chỉ có những bạn nào mà chuyên gia chơi game thì mới nắm rõ thôi. Với cả là những cái thứ mà mình làm ấy hoàn toàn là chỉ phục vụ mục đích giải trí thôi. Bạn nào mà muốn tìm thêm kiến thức hay là muốn có thông tin gọi là chính xác thì mình nghĩ là các bạn nên tìm hiểu từ nhà phát hành hay từ một vài cái YouTuber mà có thông tin nó chính xác. Mình thì mình không có thời gian để mình đi tìm hiểu đâu. Như mình đã nói rồi, bởi vì là mọi người thích mình làm Dragon City, bởi vì là mình hài hài vui vui thì mọi người xem thôi. Còn những ai mà nghiêm túc quá, những ai mà nghiêm túc quá thì mình nghĩ là các bạn nên đi tìm những cái YouTuber nghiêm túc và chuyên sâu về review game để xem ha. Đây, không biết là mình đã có con này chưa ta? Con này là con tử thần thực tử này, với cái cây lưỡi hái tử thần ở trong tay, khá là ngon. Mình tính là cái sự kiện này mình sẽ đi cố gắng để mình lấy cái con rồng cuối. Nhưng mà thôi, tí nữa mình quay xong clip thì mình sẽ đi nốt cái này. Quảng cáo thì mình cũng vừa xem xong. Đây, cho các bạn xem luôn. Hôm nay thì mình đã đi được bao nhiêu rồi ta? Đâu rồi, từ từ. Ủa, con gì đấy? À, cái arena lần này mình cũng không có đi mấy đấy các bạn. Bởi mình không có dòng xịn để đi đánh arena đấy, nên là mình cũng hơi lười quay đi arena. Với cả là dạo này mình cũng hay đột nhập nick của các bạn khác để mình quay clip ấy, nên là cũng thành ra là cũng có nhiều thời gian để đi arena các bạn ạ. Hơi buồn một chút xíu, nhưng mà không sao, bôi cao sẽ khỏi, bôi tỏi sẽ lành, bôi hành sẽ đỡ, bôi mỡ sẽ liền, bôi tiền sẽ hết. Mình sẽ cố gắng gọi là chơi hát arena nhiều hơn. Ủa, cái gì đây? Mở ra, ủi mấy cái này nó bị chồng với nhau mà sao nhà phát hành nó không sửa đi ta? Sửa cái đi, đúng mọi người, sửa đi để gọi là cho nó có những cái thứ hay ho hơn để xem. Rồi bây giờ đi kiếm cái Isigna thì đang dáng kiếm đây các bạn. Còn riêng cái vụ mà mọi người kêu mình đi kiếm cái mấy cái cục kia để lấy cái skin của con hai óc cứt thì mình nói thật với các bạn là mình không chịu nhá. Mình bắt ma đen lắm, các bạn ấy kêu ấy là mình dùng game này để bắt ma thì nó sẽ dễ được cái con dễ được cái kia hơn. Đây thì mình vào mình bắt ma luôn sớm các bạn xem. À các bạn ấy kêu là mình dùng game để mình bắt con ambition. À ui vãi lều, ambition kama rồi này. Ôi rồi thôi xong, hôm nay thì nó mất cái đấy rồi, khá là buồn. Thì mọi người kêu là mình dùng game để nhận được cái mảnh để lấy skin ấy. Nhưng mà nói thật với các bạn, ít nhất thì cũng phải bắt được một hai cái mảnh đã chứ, ít nhất là bắt được một hai cục vàng vàng. Mình có bắt được cái cục vàng vàng ở đâu mà lấy mảnh nha các bạn. Đùa nhau trên cây cao của Kulit à? Ui, cái dương này chỉ cần 7 cục đá này thôi, và cái dương này thì chỉ cần 11 cục, và tỷ lệ các bạn có thể nhận được con Heroic luôn. Nghe hấp dẫn các bạn chứ. Thôi coi như là chưa nói cái gì đi hen. Đang định khen là hấp dẫn mà cái game này nó biến cái game từ một cái game hấp dẫn trở thành một game không hấp dẫn rồi. Đấy, thì các bạn thấy không, cứ tới màn thứ 3 là dính ma thì how to các bạn,
how to để nhận được con cái ban địch đấy. Cho nên là cái ước mơ mà mình nhận được cái con hai orcus tại đấy. Các bạn bắt ba như này thì các bạn dùng bao nhiêu game để các bạn lấy được cái đấy hả các bạn? Cái lý do tại vì sao mà mình mới hỏi các bạn là có cách nào khác không? Chứ cái cách đấy có vẻ như không khả thi lắm các bạn nhé. Bay cố một tí nữa vậy. Tại vì mình cũng sợ là có gì nó bị quên đấy các bạn. Đó, đây là mình mới hỏi mọi người là có cách nào bắt ma nó khả thi hơn không? À, cách nào nó khả thi hơn là cách bắt ma không chứ. Các bạn thấy mình bắt là các bạn thấy là ghiền luôn đúng không các bạn? Ghiền luôn đấy chứ. Phong cách bắt rất là phong cách của anh Vũ Nịt. Bắt xong là còn cái nịt luôn. Đó. Lý do tại vì sao mà mình không có thích bắt ma đấy các bạn. Cày thế cơ chứ. Lý do mà cả nửa năm nay mình mới bắt được ma một lần ấy. Mình thấy nhiều bạn các bạn bắt ma các bạn tốn có 40 game hay là bao nhiêu game mà 80 game gì đó các thứ là quái gọn đấy nhá. Lần trước mình bắt tốn cả 100 game mới được các bạn. Ủa. Đó cho nên là nó cũng rất là khó khăn. Bây giờ mà nó kêu là mình cứ đi bắt ma để mình kiếm mấy cái mảnh để đổi thì thôi luôn đấy các bạn. Game chuyển qua nhân phẩm mà mình chơi game thì nó đen lắm. Thường thì mình chơi game mà game gì mình chơi nó cũng bị đen đấy các bạn ạ. Muốn tìm một cái game mình chơi may mắn thì mình sẽ gắn bó nó luôn đấy các bạn. Bữa nào mà mình phải cố kiếm một cái game gì đó là nó thể hiện cái sự may mắn một xíu để mình gọi là gắn bó nó. Chứ chơi mấy game mà nó đen quá các bạn ơi. Mấy game gì nó liên quan tới nhân phẩm ấy. Giờ mình già nua rồi. Kỹ năng thì đã không có kỹ năng rồi lại còn đen nữa các bạn. Kể cả đen cả trong game trong ngoài đời luôn. Cái kênh YouTube thì bị gãy suốt 4 năm rồi bây giờ mới được gỡ. Hy vọng là qua mấy năm mới thì mọi người hãy búc sức mạnh cho mình bằng việc là bấm like để mình có thể may mắn hơn một chút được không? Chả biết là phong thủy một tí là mọi người bấm like cho mình để xem là mình có may mắn hơn hay không thì cứ comment ở dưới ha. Chứ trước giờ mình đen lắm các bạn ạ. Ngoài từ Vũ Lít ra thì mọi người còn hay gọi mình với biệt danh đó là Vũ Nhọ. Mình cũng thấy là mình nhọ thật các bạn ơi. Siêu nhọ luôn. Cũng mong là một ngày nào đó mình sẽ may mắn. Nếu mình may mắn, ui chịu. Mấy quả như này thì không biết là mọi người nhảy như nào. Mình thì chịu đấy các bạn ạ. Gần như là sẽ bị thất bại trong cái tình huống như thế rồi. Rồi, để mấy hôm cũng không review rồng ha. Hôm nay làm tí review rồng cho bạn xem. Nhưng mà trước khi review rồng thì bút cái tháp lên. Vào làm tí arena đi. Đó. Đây thì mọi người kêu là có bé cá sấu thì đánh sẽ ok hơn. Thực ra thì thấy nó cũng thế thôi các bạn ơi. Có bé cá sấu vào thì chỉ là con VIP mình thích thôi. Chứ nó không đến mức độ gọi là kia đâu các bạn ơi. Bởi vì là nhiều bạn cứ đề cao quá bé cá sấu thôi. Hoặc là các bạn ghét mình các bạn tìm cớ để các bạn chửi mình thôi. Chứ bé cá sấu ở đây thì gặp mấy con Heric thì nó cũng dã cho loài các bản họng luôn. Cùng lắm mình cho cái con Robin lên 5 sao thôi. Thì nó vẫn cả ok à, nó thua một cát rồi à. Nó cũng đâu đến mức độ gọi là bé cá sấu trước giờ chưa bao giờ là gánh team luôn. Chỉ là một cái linh vật thôi. Một linh vật cực kỳ mạnh ở trên cái kênh của mình thôi. Chứ cái hồi bé cá sấu có thì cũng đâu có gánh team mạnh bằng Ben chim sắt đâu. Chẳng qua là cái thời điểm mà bé cá sấu nó xuất hiện là cái thời điểm nó quá nổi tiếng thôi. Đúng không các bạn? Đó. Có một thời gian ngắn thì gánh team thật. Nhưng mà cũng đâu đến mức độ gọi là bá đạo lắm đâu. Bởi vì là cái thời điểm đấy là bắt đầu Heric nó nổi lên rồi các bạn. Heric nó nổi lên rồi. Mình nhớ không nhầm là cái hồi mình leo lên top 1 thế giới hình như là không có bé cá sấu gánh team hay sao ấy. Nó là cái thời điểm của đầu cú điên. Có không ta? Hình như là có ấy, đúng rồi. Vậy là hồi mình leo top 1 thế giới là có bé cá sấu. Bởi vì là thời gian nó trôi qua cũng lâu rồi nên mình không nhớ lắm. Nhưng mà nếu bé cá sấu mà có thời điểm đó mà có lên top đã giúp mình lên top 1 thế giới thì mình phải quay ngược lại mình xin lỗi bé cá sấu các bạn ạ. Bởi vì bé cá sấu đã giúp đỡ mình rất là nhiều. Nhưng mà mấy năm rồi các bạn ơi. Thật thì thấy nhiều bạn các bạn đã nhớ hơn mình á. Kiểu rất là nhiều năm trôi qua nhưng mọi người vẫn nhớ. Nhưng mà mình ấy, là một người là mình chuyên gia sống để gọi là hướng về tương lai thôi. Mấy cái nào mà nó là quá khứ ấy, thì mình sẽ gọi là không phải cố gắng mà mình cứ quên đi. Mình không quan tâm đến những chuyện quá khứ đâu. Cho nên là mình thấy có nhiều bạn kể là ngày xưa anh đã từng làm thế này, ngày xưa anh đã từng làm thế kia, ngày xưa anh đã từng live stream bao nhiêu người xem ngày xưa như kia. Nhưng mà thực sự là mấy cái đấy mình không quan tâm các bạn ạ. Cái thứ mình quan tâm là mình đang làm cái gì và sắp tới thì mình sẽ làm được cái gì. Đấy, thích người sống để hướng đến tương lai nhiều. Cho nên nhiều cái mình cũng quên đấy các bạn. Nên là mình không biết là bé cá sấu đã từng chưa.
đã từng gọi là giúp mình leo lên top 1 thế giới chưa? Nếu mà có thì phải gửi một lời xin lỗi cực kỳ là chân thành đến bé cá sấu thôi. Chứ nếu mà không xin lỗi bé cá sấu thì bé cá sấu buồn đấy. Bây giờ thì lại có nhiều con có thể lên được cấp quá các bạn, lên sao quá cho nên là được từ từ. Tạm thời thì chưa cần đúng không? Thôi cứ cho bé cá sấu lên đi ha. Bởi vì hôm bữa cũng có bạn kêu là do phong thủy đấy. Tất cả là do anh á. Anh không tự nhiên anh lại bỏ rơi bé cá. Ôi chút kìa. Ok. Được không ta, thôi đổi con này đi cho chắc cú các bạn ơi. Bạn ấy kêu là mình phân tách con bé cá sấu ra. Cho nên là giờ cái mình bị mất đề xuất. Chứ thực ra thì mình đã bị mất đề xuất từ trước rồi mà. Mà thôi, cũng là mọi người ghét mình, mọi người nói thế. Cho nên là hôm nay mình sẽ tiếp tục mình cho bé cá sấu lên lại vậy. Chứ không anh em nói quá các bạn ạ. Chibi đúng không? Chibi Chuck Dragon. Đây, tiếp tục hành trình cho lên 5 sao lại. Bởi mấy anh không có gì làm á. Với cả là bé cá sấu giờ cũng không còn nằm trong kế hoạch nữa. Chỉ là một cái gọi là linh vật. Một cái tượng đài các bạn ạ. Nói thẳng ra một cái tượng đài trên cái kênh của Vũ Lít. Đấy, nói là không, nếu mà nói là không có giúp cái sức gì thì hơi bị sai đấy. Bởi vì là bé cá sấu cũng được gọi là một cái tượng đài. Và bé cá sấu cũng là một cái con rồng mình yêu quý nhất. Nhưng mà nếu mà bây giờ mà nói là đi bem nhau thì thôi. Bé cá sấu thì làm sao mà có thể gọi là có thể có sức mạnh của chiến thần như kiểu là bác Bạch Tuộc hay là tăng phá giới đúng không các bạn? Và gần nhất là Ben Chim Sắt. Bác Bạch Tuộc không thể nào mà đem đi soi Ben Chim Sắt được. Ben Chim Sắt nếu mà so với cái độ chiến binh với là đi gánh tim thì làm sao bé cá sấu có thể so được đúng không các bạn? Đó, cho nên là cái thời điểm đó mình mới phân tách bé cá sấu ra thôi. Nhưng mà mình đã hứa rồi, mình sẽ cho bé cá sấu lên 5 sao lại. Đó, để gọi là cho mọi người nhớ là một tượng đài kênh ở trên cái kênh của mình, đó chính là bé cá sấu. Thế thôi. Còn ai mà trách mình thì mình cũng chịu thôi. Còn nếu các bạn thực sự muốn thích bé cá sấu đến vậy thì các bạn hãy mua bé cá sấu về và cho bé cá sấu lên 5 sao. Thực ra nếu các bạn làm vậy mình cũng rất là vui, bởi vì là có rất là nhiều bạn rất là quý bé cá sấu thì các bạn mới làm thế. Còn nếu các bạn chửi mình chỉ vì bởi vì á là mình phân tách bé cá sấu ra thì mình cũng chịu thôi. Bởi vì là mọi người cũng không muốn hiểu cho mình nên là mình có làm cái gì thì mọi người cũng chả thèm hiểu đâu. À, chỉ là một vài lời tâm sự của một người bị chửi nhiều thôi các bạn. Muốn đi nốt quá không tí nữa quên đấy các bạn. Đấy, được thêm hai cái Akana này. Mình nghĩ là từ giờ đến cuối sự kiện chắc là mình sẽ đi đủ. Chả biết có đủ hay không, mình kiếm được bao nhiêu rồi ta. Phải check các bạn, còn 39 ngày và mình còn thiếu đâu đó cũng khá là nhiều. Mấy nay mình lại còn không lên trên web để mình nhận nữa cơ. Nhưng mà mình chắc với cả một điều là cái sự kiện lần sau ấy sẽ có thêm Isigna thôi, các bạn tin mình đi. Cái device pass sau này nó sẽ đủ tròn để lấy mà. Nhưng mà thôi giờ cứ phải tìm cách để lấy cho đủ đi. Chứ mốt công mốt nó không ra nữa thì nó cứ im không, nó không ra nữa thì cũng hơi toang. À, hiện tại đang là nhiệm vụ để lấy con rồng cắt 9 tiếp theo này, con rồng Legend cắt 9. Con này thì mình đã có được mấy trăm mảnh rồi đó. Bây giờ thì nếu mà cái dương bang của mình mà được top 6 thì mình sẽ được thêm dương bang hạng lên level 6 thì mình sẽ nhận được đâu đó tầm 245 mảnh nữa. Con này thì nhìn nó cũng khá đẹp ha. Nó đeo một cái cây thông ở cổ này, một cái quả thông chứ. Đó. Và nó có hệ linh hồn. Thì những cái con rồng ở trên cái nhiệm vụ bang hội đấy thì thường chúng nó sẽ là cắt 9 và nó sẽ có hệ đặc biệt nhé. Mấy thời điểm đầu thì nó không có nhưng mà bây giờ thì nó cũng có hệ đặc biệt hết rồi. Nhưng mà bây giờ mình nói thật với các bạn luôn đấy, ở cái thời đại hiện tại thì mấy con rồng cắt 9 nó lại quá yếu. Nói thật, nếu bây giờ người ta muốn cho lên thì người ta sẽ cho những con rồng cắt 10 hoặc là cho những con rồng heroic lên thôi. Còn mấy con này ấy, khi nào các bạn mà sưu tập đủ mảnh ấy, thì các bạn sẽ cho lên. Còn ví dụ như những con rồng cắt 9 thì kiểu là mạnh nhất như kiểu Dracon đi thì cũng hiếm người đổi lắm. Cùng lắm thì người ta đổi một số con rồng cắt 9 như kiểu là con rồng Redemption hay là mấy con The Walking Dead hay là mấy con ấy thôi các bạn. Mấy con nào mà nó chưa đặc biệt thôi. Còn mấy con rồng cắt 9 mà thường như thế này thì người ta cũng không có đổi nhiều đâu. Cái này thì cũng tùy quan điểm của mỗi người nhá. Mình cũng không thể nào bắt ai đi theo ý của mình được. Ok. Ủa cái sự kiện này sao nó nhiều quá thế. Một con Legend mới nhưng mà thôi chắc là mình sẽ tiếp tục đi tiếp tục chặng đường đi các bạn. Đi cái con sách ba lô và đi. Ui sao con này đi giống mắc thế. Đi một cơn mà 200 mấy luôn rồi các bạn. Hảo thật đấy. Đi đắt nha. Đánh giá là hơi đắt một chút.
nhưng mà mình vẫn đi. Ok này, ngon luôn đấy chứ. Đây, ủa tính ra là càng đi về sau nó càng đắt các bạn nhỉ. Và mình thấy nó cũng không có gì nhiều để lấy ấy. Nhưng mà cứ đi thôi, ráng là từ giờ đến mai đi nốt là lấy con này là ok này. Con này có phải chính chuyện không nhỉ? Nếu mình nhớ không nhầm thì con này đúng là chính chuyện đây này. Không con nào mà 6 gem à? Cái dương gì ấy nhỉ? Mình vừa mở cái dương gì vậy ta? Từ từ mình check lại con này coi. Đúng rồi, mấy con nào ấy mà nó có thời gian ấy thì mới không phải là chính chuyện. Còn những con nào mà không có thời gian là chính chuyện. Con này không có thời gian các bạn. Mình lấy cũng được kha khá cái đầu khủng long rồi này, cái khóa thạch cái này. Đó, lấy cũng được kha khá cái khóa thạch rồi mà không nhiều lắm ha. Cứ đi thôi, cứ đi thôi. Ờ hết luôn rồi. Để mình ra mình check xem được bao nhiêu khóa thạch rồi nè. Mở được cái dương này nữa hả? Mở luôn. Ngại gì mà không mở. 25 of legend này. Đấy, giờ mà có of legend thì các bạn cứ xài hết vào mấy con mythic đi ha. Mấy con thì kiểu là mấy con cắt 9 thì để sau cũng được, không sao. Mấy con cắt 9 mà có chiêu đặc biệt thì mốt các bạn vẫn có thể dùng được mấy con of legend này. Còn nếu các bạn mà cần mấy con nào mà cắt 10 đấy, mốt nó đổi ấy, thì các bạn nên xài ngay bây giờ đi. Không mốt nó hơi bị phí á. Rồi, giờ mình sẽ... Hôm nào mình like được con này đấy các bạn. Like được con Lữ Hoàng. Lữ Hoàng Ai Cập. Đó, like được rất là nhiều con nhé. Và cái con ngon nhất là con Templar đấy các bạn. Templar Dragon đấy. Rồi, trước đây thì mình có con Reaper. Nhưng mình có con này rồi. Không sao, mình sẽ cho nó ra đi. Đấy, nhân dịp mà giải cứu được nó ở cái sự kiện bay thì mình sẽ cho nó ra luôn. Và mình sẽ nâng cấp cũng như là review luôn. Không biết là ngày xưa mình đã review con này chưa ta. Giờ tự nhiên nó cho mình xem cái quảng cáo nhận tích 4 cái này các bạn. Đảo thật đấy. Ok, cho anh cấp 30 này. Chúng ta sẽ đọc qua một chút về tiểu sử con này. Chắc là mình có con này rồi, chắc mình sẽ review con này rồi ha. Nhưng mà không sao, lâu lâu review lại vẫn ok này. Con này có 4 hệ này. Hệ thuần khiết, hệ băng, hệ điện và hệ bóng tối này. Ủa, nhiều người đã nhìn thấy Reaper Dragon nhưng không ai có thể cho chúng tôi biết nó trông như thế nào. Đấy, tôi cho các bạn biết nó trông thế nào đấy. Khoảnh khắc họ nhìn thấy anh ta đến, họ biết rằng thời gian của họ đã hết. Đúng là rồng thần chết ha. Quá là bá đạo cho từng hạt gạo luôn. Con này thì đứng hạng 818 trong tổng số tất cả con rồng này. Đứng hạng 687 trong tổng số con rồng Legend. Và đứng hạng 527 trong tổng số những con rồng cắt 9. Và con này thì nó sẽ gây sát thương x2 tới những con rồng có hệ gió, hệ lá, hệ chiến binh, hệ nước, hệ kim loại và hệ ánh sáng. Và nó sẽ bị khắc chế bởi những con rồng có hệ Primal nhé. Đó, xem qua một chút về Baby Skin này và Animation. Ok, cũng không đến mức độ gọi là màu mè hoa lá quá ha. Nó chỉ tới và hút hồn thôi. Đấy, dòng này là dòng gọi là đánh cắp linh hồn. Ui. Ô. Vãi. Lúc mà Outdust lên thì nó làm gì đây? Nó chuyển sinh à các bạn? Chuyển sinh cái gì á? Và các tuyệt chiêu của nó thì bao gồm năng lượng thuần khiết với 1500 dam, gai băng với 650 dam, điện giật với 1050 dam và chiêu cuối cùng là cuộc sống bị rơi xuống 550 dam. Thì mình đang luyện công cho con này rồi. Đây, nhiều bạn kêu là luyện cho con Grake đi. Đấy, hôm nay mình đã chuyển qua luyện cho con Grake nhá. Để có thêm một cái sức mạnh mới. Rồi, và clip hôm nay sẽ dừng ở đây nhá. Nếu các bạn cảm thấy thích thì đừng quên bấm like cũng như là chia sẻ video để ủng hộ cho mình. Đó chính là động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo của mình nha. Bye bye.